Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft rồng sinh tồn. Hiện tại thì hang động rồng của mình đã chính thức hoàn thành sơ bộ rồi. Ở bên ngoài cổng vào thì mình trang trí một ít cái đường nước nè, trông cho nó thẩm mỹ hơn. Và sắp tới chắc mình sẽ trang trí thêm để cho nó đỡ trống hơn cái khu vực này. Còn phía bên trong chỗ ngủ của mình thì mình cũng lót thêm một ít cái vàng bạc châu báu để trông cho nó hoành tráng hơn. Ngoài ra thì cụ bò mình mang về á, mình cũng đã bắt đầu nhân giống lên để có thể có thịt mà về sau đem đi nướng ăn nữa. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi. Đó chính là nâng cấp áo giáp. Dự tính của mình trong ngày hôm nay là mình sẽ nâng cấp lên áo giáp bằng netherite luôn. Vì sau một khoảng thời gian đi mai thì mình đã cày thêm được khá là nhiều kim cương rồi. Như đây thì mình sẽ dư sức làm một cái set giáp mới, rồi sau đó nâng cấp lên giáp netherite luôn. Đây, chắc mình sẽ làm liền luôn nè. Đầu tiên là một cái quần cũng như là một cái ủng, rồi tới một cái áo giáp, và cuối cùng là một cái nón thôi. Này, hết phải mặc giáp sắt với giáp bạch kim rồi. Lên đồ. Ui giời. Trở lại với cái hình dạng rồng hang động full giáp kim cương rồi. Nhưng mà còn về phần dụng cụ thì cây cúp của mình nó hư khá là nhiều rồi. Cây rìu cũng vậy. Thôi thì sẵn dịp này thì mình sẽ làm luôn một cái set dụng cụ bằng kim cương đi, dùng cho nó lâu hơn. Đầu tiên là rìu kim cương nè, rồi tới sẻng kim cương. Còn cúp thì chắc mình sẽ thay thế cây cúp gia tài của mình vào, vì nó còn nhiều độ bền hơn nè. Công tác chuẩn bị cho cái công việc ngày hôm nay đã xong. Giờ thì mình sẽ lên đường nào. Việc đầu tiên của mình cần làm đó chính là đi farm netherite cái đã. Nhưng mà giờ trời tối không tốt cho lắm. Để mình vô đây mình ngủ cái đã. Ngủ trong đây thì thời gian sẽ trôi qua mau hơn á, và lập tức trời đã sáng rồi hay sao đấy. Chính xác rồi, mặt trời đã mọc lên rồi. Ngoài quên nữa, phía bên ngoài này mình cũng có trồng thêm rất là nhiều khoai tây nha. Vì trong những cái lúc mà đợi, ôi cái gì đây, oh my god, ôi cái thanh niên này, người láo thiệt chứ, này thì dám láo tét, cười vẹt. What, nó đập mình văng xa vậy. Cái tên này láo, tên này láo. Trời ơi, nó đập mình cái muốn xỉn nỉn luôn á. Đánh đẩy lùi xa thiệt sự. Trong lúc mà mình chờ đợi cua bò sinh sôi nảy nở thì mình đã dùng khoai tây để làm cái nguồn thức ăn chính, và mình thấy nó khá là tốt này. Nhiều đây thức ăn thì tha hồ cho mình ăn trong những chuyến khám phá luôn. Còn cua bò thì mình phải đợi thêm một thời gian nữa thì mới đủ số lượng để bắt đầu thịt dần được. Còn bây giờ thì mình sẽ không liên tha liên thiên nữa. Mình sẽ trở lại cái cánh cổng đường ngột, và sau đó đi tới cái chỗ mà mình farm bitlin hung bạo thôi. Hy vọng là bữa nay mình sẽ may mắn và mau chóng có đủ số vụn netherite mang về. Ê, chưa. Để mình coi trong nhà mình có bao nhiêu vụn trước rồi cái đã. Để mình tính số lượng rồi mình farm cho nó tiết kiệm thời gian. Để coi, hình như là mình có được 18 vụn. Cái này tương đương, đủ luôn rồi. Mình đủ để làm một set giáp netherite luôn, không cần phải đi farm nữa đâu. đây, mình làm liền. Ai chà chà, may mình cẩn thận, mình còn kiểm tra lại cái nữa. Rồi, thời mình tới rồi. Giờ hết là rồng mặc giáp kim cương rồi nha. Chuẩn bị thành rồng mặc giáp netherite rồi. Đây, mình sẽ cho netherite vào và nâng cấp lên. Coi thử coi bộ giáp mới của mình sẽ trông như thế nào đây. Đầu tiên là cái nón. Ui, nó có cái tông màu chủ đạo là màu đen. Mặc quần vô, ủng vô. Wow, đen huyền luôn. Này, chà, ngầu đét. Để mình đổi kiểu dáng coi. Đây, đổi kiểu nè. Ui, cặp mắt của mình cũng được bảo vệ luôn rồi cơ. Quay, giáp xịn có khác nha. Hợp lý luôn. Nhưng mà ngoài giáp ra thì mình cũng muốn nâng cấp thêm dụng cụ lắm. Nên là chắc mình sẽ kiểu như là trở lại địa ngục để mình farm vụn netherite và mang về nâng cấp luôn dụng cụ của mình cũng như là vũ khí luôn. Đã nâng cấp thì phải nâng cấp cho tới luôn ha. Tới nơi. Ui, vừa tới nơi là có thanh niên đợi mình sẵn luôn. Đúng rồi, mình sẽ
dụ mấy thanh niên lại lại gần. Có vẻ là vụn Netherite sẽ không bị đốt cháy ấy, nên là mình sẽ giữ khoảng cách thì sẽ an toàn hơn. Từ từ thu gom Netherite, vụn Netherite sao? Đấy, công việc của mình khá là nhàn hạ luôn. Với cả là mình ở đây mình farm ấy, mình còn có thêm kinh nghiệm mang về nữa cơ. Vừa cày được Netherite mà vừa cày cấp được. Quá là đã. Wow, hiếm lắm mới gặp mấy cái thanh niên Bích Linh mà đeo mặt nạ này. Để coi coi hắn có rơi mặt nạ không. Ui, hình như là không rồi. Xu vậy. Ô, mình còn farm được một trái tim mới nè. Ê, trái tim này hình như cho mình lên tới 2 tuổi lần á. Hiện tại mình 16 tuổi rồi. Mình ăn trái tim này, mình sẽ lên. Ủa? À, trái tim này chỉ lên 1 tuổi thôi. À, mình có cái ý tưởng này. Tại vì mình phải chiến đấu một cách nguy hiểm thì mình có thể đập mấy cái ô xung quanh để cho nhung nham nó tràn vào á. Rồi mấy thanh niên Bích Liên này sẽ bị nhung nham đốt. Công việc của mình chỉ là lụm vụn Netherite thôi. À, cái này việc nhẹ lương cao nè. hợp lý, mình thấy cái này khá là ok luôn. Mình sẽ đỡ mất độ bền của áo giáp hơn. Tuy nhiên cách này nó có một cái nhược điểm là mình sẽ không thể cày được kinh nghiệm nha. Đánh đổi thôi chứ biết sao giờ. Ê, ui, cái này thì mình không đỡ được. Ui, trời, nó cưỡi vẹt. Khó đỡ vậy. A few moments later. 20 vụn là chắc đủ. Đủ số lượng Netherite để mình dùng trong một khoảng thời gian rồi đó. Thôi đi về thôi. Bị đánh nãy giờ hư giáp cũng được mớ rồi. Nãy có ít vàng. Ok, dùng vàng nãy luôn. Đây, cho vào. Cho vô đây. Rồi, 5 phôi mới. Mình sẽ ưu tiên làm cây cúp Netherite trước. Vì nó sẽ giúp mình đào bới nhanh hơn nè. Và có độ bền cũng tốt hơn nữa. Rồi, gắn vào. Cây rìu thì mình chưa có cường hóa nhưng mà chắc mình sẽ nâng cấp nó luôn. Tương tự với sẻn. Đây, cho vào. Mình còn dư 2 phôi. Với hai cái phôi này thì chắc mình sẽ tạm thời giữ nó lại. Mình sẽ có một cái mục đích riêng của mình. Tạm thời mình cứ cất nó trước ở nhà đi. Giờ thì chắc mình sẽ ngủ một giấc ở trong cái hang của mình, trước khi mình sẽ lên đường và bắt đầu cái hành trình ngày hôm nay thôi. Bữa nay thì hành trình này mình muốn đi tìm một cái con rồng hoang dã. Tại vì mình đã chế tạo sẵn những cái lọ thủy tinh rồi nè, nhưng mà chưa có dịp để dùng nó để múc những cái lọ máu rồng mang về và chế tạo vũ khí mới. Cây kiếm bằng Platinum của mình mặc dù là nó có 9.2 sức tấn công, nhưng mà đây vẫn chưa phải là cây kiếm tốt nhất trong thời điểm hiện tại mình có thể làm được. Xương rồng thì mình đã có 6 khúc rồi nè, giờ chỉ còn thiếu máu rồng. Ê, khoan, hình như mình có thể làm được một cái cây kiếm từ xương của nó thì phải. Ủa, xương con... Ủa, mình nhớ mình có xương con xương đen mà ta. Ice. Hình như mình vứt nhầm cái xương con xương đen trong chuyến khám phá vừa rồi rồi. Chắc mình phải trở lại cái pháo đài địa ngục để mình săn con xương đen thôi. Để mình lấy khúc xương của nó và chế tạo vũ khí mới. Bữa nay nâng cấp dụng cụ đúng nhiều luôn. Mà kiếm không nâng cấp được thì kỳ lắm. Này này, farm vài con quỷ lửa luôn đi. Nhìn nó thấy ghét. Trời, cái này nhìn không kỹ là không nhận ra cái anh người đá ba gian này luôn á. Y như có ẩn thân chi thuật vậy á. Tệp màu thiệt sự. Nhưng mà cái pháo đài địa ngục này sao mình thấy nó ít xương đen thế nhờ. Không biết là xương đen núp ở đâu hết rồi á. Ủa, cái rương này mình chưa lút. Bình thường đứng ở trên nóc này thì cũng gặp một vài tên mà. À đây 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 đây, thấy rồi. Để mình lượm thanh niên này trước rồi đó. Ây, trời, bắn hụt rồi. Tung trưởng hụt lắc luôn. Sau khi có được cái khúc xương thì bây giờ mình sẽ về nhà để mình bắt đầu công cuộc chế tạo thôi. Đầu tiên là mình sẽ làm một cái Wither Bone Handle. Rồi sau đấy mình sẽ đặt những cái khúc xương vào. Mình chỉ có 6 khúc xương và nó vừa đủ để mình làm một cái cây kiếm dài bằng xương rồng. Mặc dù sát thương thì nó chỉ hơn cây kiếm cũ của mình một tí thôi, nhưng mà về sau mình còn có thể nâng cấp nó thêm vài lần nữa, nên là sẽ có nhiều lợi thế hơn so với cây kiếm cũ của mình á. Đây, mình sẽ thay thế nó vào. Giờ thì có thể tự tin và lên đường được rồi đó. À, trước khi đi thì để mình làm thêm 2 trái tim đi. Lên thêm được 2 tuổi nè. 1, 2.
Rồi, giờ 19 tuổi rồi. Khá là bự rồi đó. Giờ vừa bự vừa ngầu. Còn mạnh hay không thì mình chưa biết. Phải đi test thực chiến mới biết được. Nên là mình cũng khá là tự tin đây. Chắc mình sẽ tới một cái vùng đất mới hơn để mình săn tìm những cái con rồng hoang dã mới được. Ôi mà khoan, đằng kia là kỵ sĩ rồng. Những cái hiệp sĩ này đi chuyên đi săn những cái kiểu như là con ác long á. Mà may quá mình giờ mình không phải ác long. Ui, kỵ sĩ rồng đẹp thiệt sự. Nhìn cứ ngầu ngầu kiểu gì á. Bắt về nhà. Bắt về nhà mình làm cho làm bảo vệ cho khu vực nhà mình ở. Nhà mình chưa có bảo vệ á. Đâu, bữa nay chào đón bảo vệ nha. Rồi. Ui, nhìn chất ghê luôn. Mà hôm qua mình lỡ tay mình quýnh một phát một cái kỵ sĩ rồng ngẫm củ tỏi luôn mà. Và để cho kỵ sĩ rồng này không có biến mất thì mình sẽ làm một cái đe để mình có thể giữ cái người này lại ở trong cái hang động của mình. Cái đe này sẽ giúp mình đổi tên nha. Đây mình sẽ đặt cái đe xuống, đổi tên thành kỵ sĩ rồng. Yep. Giờ thầy gắn cái thẻ tên này vào. Wow. Không chỉ kỵ sĩ rồng ngầu đâu, mà chú ngựa của kỵ sĩ rồng cũng ngầu không kém nè. Ngựa có hai ba sừng gì luôn. Chết thiệt chứ. Mà tiếc quá mình không có tước đoạt con ngựa này để mình cưỡi được. Không là chắc mình cũng sẽ ngầu giống như là kỵ sĩ rồng vậy á. Giờ thì có thể an tâm đi khám phá các thứ. Nhà thì có người bảo kê rồi. Mình đi cũng được một đoạn rồi đó, mà sao chưa có dấu hiệu nào của một cái con rồng sống ở khu vực này luôn ấy. Ít ra ví dụ có rồng thì cũng có vài cái tổ rồng chứ nhờ. Đằng này trống lỏng, không thấy bất kỳ một cái tổ rồng nào hết. Uầy, sao nhìn con chim nó quen quen á nhờ. Phải nói không, lần trước mình có đi ngang một cái vùng khá là giống cái vùng này, và mình bị những cái con chim nó bứt lông để nó tấn công, dẫn tới cái tình huống là mình phải đi đường hàng không về nhà. Mình thì có được cái nội tại đó chính là nhớ cực dai luôn. À không, thù dai chứ nhầm. Nên là cái con đó mình không thể làm được. Đó chính xác là nó. Tới số người rồi. Bữa nay mình đã bự hơn và mạnh hơn rồi. Rồi, ngươi đứng lại nữa. Mình sẽ làm chim nướng luôn. À bay à, chạy à. Chạy đi đâu? Để xem ngươi sống nổi dưới cái đòn thiêu đốt của tao không. Chừa nha nhóc. Chừa cái tội mà gặp người yếu xong rồi cà khịa nha. Hình như con chim kia nó bay đi mất rồi. Cãi trưởng con để cho nó cảnh báo với đồng loại của nó là không được cà khịa mình nữa. Rồi, mình phải hy sinh một vài cái cây thôi. Ở đây cây nó không có mọc sát nhau quá nên không có sợ cháy lan đâu. Ê. Hết chim rồi, bây giờ tới nhện à. Mấy con nhện này láo nháo dám chọc rồng lửa hả? Các ngươi nhầm rồi. Tàn đời các ngươi. Ôi, khoan, từ từ. Hết năng lượng. Nếu như mà mình hết năng lượng rồng rồi mà mình vẫn cố tấn công thì nó sẽ bào mòn cái thanh kinh nghiệm của mình đấy. Như vậy thì không tốt tí nào đâu. Nên là mình phải lưu ý tới cái thanh năng lượng. Khoan. Ở bên này mình phát hiện ra có một cái đàn rồng đất đang nằm ngủ nè. Ý, loại rồng này mặc dù không biết bay nhưng mà nếu mà thuần phục được thì cũng rất là ok đấy. Wow. Rồng. Ui, ngủ say sưa luôn. Mình hút vô người mà không tỉnh luôn nè. Nhưng mà rồng này muốn thuần phục được thì phải có cái yên gắn vào lưng á. Mình sẽ thuần phục tựa như thuần phục ngựa vậy. Bữa nay mình muốn thử dân mai á. Rồng đi thu phục rồng nào. Xem coi có thành công hay không nha. Nhưng mà mình lo là mình sẽ không được cưỡi lên lưng rồng ấy. Hy vọng nỗi lo của mình là sai. Bữa mình đi qua địa ngục mình lượm được nhiều yên lắm. Đâu ta? Đây. Mình sẽ đem trước một cái. À không, hai cái đi. Ok. Ủa, hồi nãy mình thấy con gì đen đen giống con chuột vậy? Ủa, phải nói không vậy? Ủa, không. Đây là cừu con. À, như vậy thì đàn cừu của mình có thể nhân giống lên nha. Hôm bữa mình cho ăn á, hiện trái tim nhưng mà đâu mất tầm vài ngày đấy để cừu đẻ ra được. À, cừu này đẻ chậm nha chứ không phải đẻ liền giống như là cừu của Minecraft thường.
Ra là vậy. Còn giờ thì trở lại với cái đàn rồng Brack này. Xem coi khi mình gắn cái yên vào thì mình có thể cưỡi được hay không nha. Làm ơn. Ui ui. Ồ. Mình gắn cái yên lên rồng nó tỉnh giấc rồi. Ui chạy lại cắn mình. À, no. Mình không thể cưỡi được. Come on man. Vẫn không cưỡi được. Ui, mình bị rồng đánh trọng thương rồi. Ấy. Sau khi thử vài lần thì cuối cùng mình cũng đã có thể trèo lên lưng của rồng Red rồi. À dạ. Tuy nhiên thì tính tình của cái giống loài rồng này vẫn hung dữ như ban đầu. Rất là cục súc luôn. Leo lên là hút mình liền. Đó 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 đó. Trời ơi. Chúng ta là rồng với nhau mà, thân thiện xíu đi nào. Tình thương mến thương đi. Ui. Ê đừng lễ tôi nóng nha, tôi tính hơi bị nóng á. Tại tôi thấy ông ngầu ngầu nên tôi muốn thuần phục ông thôi. Nè nè, tôi sẽ bảo vệ ông nè. Con này nó định sàm sỡ ông nè. Đó, thấy người tốt chưa? Mà cứ hút người tốt thôi. Ui da. Trời ơi, hút chảy máu rồi. Thôi 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 thôi. Mặc dù hơi khó thiệt đó, nhưng mà càng khó thì mình càng thích. Mình sẽ tiếp tục kiên trì và thuần phục. Ê. Cuối cùng thì rồng rác cũng đã chịu về đội của mình rồi. Trời ơi, thấy cục súp vậy thôi nhưng mà sau một lúc thì cũng đã dễ chịu hơn rồi nè. Giờ thì mình đã có thể chính thức leo lên lưng của rồng rác rồi. Wow, rồng cưỡi rồng. Cái này gọi là song long nha. Quá xịn luôn. Tuyệt vời. Nhưng mà tạm thời thì... mình sẽ test khả năng chiến đấu của rồng rác. Đánh đi rồng rác. Trời, rồng rác mạnh cực. Này, con xương thì chắc hút 3 cái. Dạ, chính xác. Con xương thì cần phải 3 cái hút mới chết. Còn con nhện thì 2 cái thôi, là đi. Ui, thằng kia nhiều quá đấy. Thôi, không quan bản đâu. Nhưng mà để coi rồng rác có tự hồi phục được hay không. Hình như rồng rác sẽ thích ăn cỏ các thứ giống như cừu vậy đó. Nên mình sẽ thử thả rồng rác ở đây một xíu. Coi có gặm cỏ hay không. Hiện tại đang bị mất hết một ít máu nè. Ủa rác không ăn hả? Ồ vậy là rác chê cỏ ở đây không ngon hay sao rồi. Ok cũng được. Không ăn thì thôi, mình sẽ dắt về nhà mình cho ăn lúa sao. Giờ thì chắc mình sẽ cưỡi rác đi tiếp thôi. Yo. Không ngờ đi ngang cái vùng đồng bằng bí ngô này mà mình lại có thêm một người bạn mới này. Đã thiệt sự. Đằng kia thì mình sẽ giữ cho cặp đôi kia tiếp tục ở đây sinh sống đi, để duy trì cái hệ sinh thái rồng rác ở khu vực này. Nhưng mà có một cái nhược điểm là rồng rác không thể bay. Ủa nhầm, không thể nhảy được nhá. Ồ, không biết có bơi được hay không đây. Ê, rồng rác biết bơi. Vậy thì tốt. Vậy thì có thể giúp mình băng qua những cái con sông dễ dàng hơn rồi. Trước mặt mình dưới rác đang là một cái công trình gì á. Wow, nhìn khá là lạ mắt nha. Trang trí nhìn cũng xịn phết. Ê mấy con nhện đi chỗ khác nha, đừng lại gần tôi nha, tôi tính nóng á. Này thì tính áp sát cắn mình hả? Ủa đây là công trình gì ta? Lạ vậy. Hình như công trình này mình thấy quen quen. Không biết là mình gặp nó ở đâu rồi á. Để mình lượm redstone trước đi, rồi tính tiếp. Trong đây giấu gì nè? Ủa? Không giấu gì luôn. Wait what? Ủa vậy công dụng của cái... Lạ vậy? Ê! Ủa? Ui, đâu ra con rồng băng vậy? Ê! À, hình như nó từ bên kia bay qua. Ui, nó đứng giữa hồ nước để nó đi phơi nắng hay sao rồi. Ê, mình có cách, mình sẽ cà khịa nó. Mình sẽ dùng quả cầu lửa của mình để mình tung chưởng nó. Chắc nó không thấy mình đâu. Quả cầu lửa nè. Ôi, nó không thấy thiệt. Nó bị choáng hay là nó bị mất xương hay sao kìa. À, chắc nó đang bị mất xương.
Chắc nó mới ăn con gì rồi rồi đó. Tiếc quá mình không có áp sát được. Mình có thể cà khịa nó bằng cái này. Ý. Ôi thôi xong rồi, mình lỡ chọc giận nó rồi. Ui nó phun băng vô đây kìa. Ui nó tức giận hay sao á. Thôi xong rồi, mình cà khịa nhầm thứ dữ thôi. Ui có chừng, nó đóng băng mình á. Ê nó bay xuống nước luôn rồi. Chơi con gồng này giỏi vậy ta. Nếu mà nó ở trên bờ thì nhiều khi mình còn chơi được, nhưng mà nó xuống nước là chịu á. Ui nó dưới này luôn nè. Để mình thử nướng coi có được không. Bơi lại đây, ngươi bơi lại đây. Có ngon ngươi lại đây. Ê vô nhóc ác. Wow rồng mà bơi như cá vậy. Nướng ngươi nè. À, không biết là đòn quả cầu lửa của mình có thể tấn công xuyên mặt nước hay không. Ồ, có vẻ được. Mình vẫn gây được một ít sát thương lên nó cơ. À, tranh thủ lúc này thì mình sẽ kích hoạt kỹ năng tăng giáp của mình lên. Đây là kỹ năng giúp mình có thể tăng được một lượng giáp khá khá đấy. Rồi. Piu. Xong. Tăng giáp rồi. Ôi da, nhưng mà xuống nước thì vẫn bị mất máu nha. Để mình đổi góc. Góc bên kia không đánh được thì mình qua góc bên này. Khó. Khó thì tìm cách thôi. Mình sẽ đốt nó. Ây chết rồi, tan băng. Ôi. Ôi mình đốt nó đau quá. Cái nó bay xuống nước. Nó tắm tiếp rồi kìa. Nhìn nó bay thích ghê á. Mình ê, nó bắt đầu nó phun băng mình. Ouch. Băng là khắc tinh chính của mình luôn á. Băng với cả nước. Không ổn mà, chắc mình phải chui vô hang thôi. Để lấy lại lợi thế mới được. Và lửa của mình thì không thể đốt được cái con rồng này nữa. Mấy con rồng hoang dã này nó miễn nhiễm hoàn toàn với lửa của mình luôn. Bất lợi thiệt chứ. Kìa nó đang tàn phá khu rừng bằng hơi thở băng của nó kìa. Giờ thì chỉ còn nước là dùng quả cầu lửa tấn công tầm xa. Rồi dùng móng vuốt của mình để tấn công nó thôi. Còn hai cách đó là có thể đả thương được con rồng này. Mình sẽ tung trưởng tiếp. Trời ơi cái trưởng gì mà không tới. Mình sẽ kích hoạt cái Orb of Ascension của mình. Cái orb này sẽ giúp mình bay lên được á. Ôi nhưng mà hình như bay hơi cao rồi. Ouch. Bay cao quá không. Không đáp xuống được. Đây cơ hội mình tấn công tầm gần nó nè. Ê, hiểm lắm mới có dịp để đánh gần nó đấy. Mình phải tận dụng. Ouch. Mình phải đánh nó càng nhiều càng tốt. Ui nhưng mà giờ mình yếu máu rồi, chắc phải chuồn thôi. Yếu quá là chuồn liền. Để mình hồi phục lại. Chui vô hang. Rồng hang động hả? Nó mà sao đào nhanh được giống như mình. Tuyệt chiêu mạnh nhất của mình đó là đào hang bỏ trốn á. Hồi phục xong rồi thì bây giờ mình sẽ ra khỏi hang và tiếp tục tấn công nó thôi. Quả cầu lửa nè. Chạy đi đâu, trúng trưởng liền. Ổn rồi chứ gì. Ui mà nó tạo ra băng thì mình không lại gần được. Cay thế nhờ, gặp gồng trước mặt mà không lại gần để đánh nó được. Nó còn bơi chọc quê mình nữa cơ. Con gồng này cà chớn phết. Mình đặt block ra mình tìm nó luôn. Chọc nhầm người rồi nhóc. Mình là gồng máu liều á. Ồ. Lại đây. Ngươi xích lại đây xíu. Xích lại đây nữa. Đúng rồi, bơi qua đây. À, dám chọc quê à. Rồi. Tới số người gọi đánh người nè. Chạy vô đất liền liền. Đâu rồi. Con rồng này nó nhây thiệt ơi. So về sức mạnh á, thì con rồng này có vẻ là mạnh hơn con rồng lửa lần trước mà mình chạm trán. Nhưng mà đồng thời thì con rồng này nó cũng nhây hơn con rồng lần trước mà mình gặp. Nó cứ chọc quê mình thôi. Ngươi liều rồi đó, ngươi dám chọc quê. Rồng hang động hung dữ hả? Hổn dữ cưng. Áp xuống, khô máu vô nó. Đó, đánh nó được cái nữa nè. Nãy giờ nó không thèm phun băng mình luôn. Nó khinh mình tới vậy mà. Không được, mình phải gán mạnh lên mới được. Ê, nó ngủ.
Trời ơi, nó đang đánh nhau với mình mà nó buồn ngủ luôn kìa. À, nó tỉnh rồi. Đánh ngươi nè. À, sẽ đánh ngươi. Mình sẽ khô máu với nó ngay khúc này. Đây là đoạn ăn tiền nè. Ném ra cào với nó, mình sắp làm được rồi. Này, một xíu nữa. Yes. Mình đã làm được. Mình đã đánh bại được con đồng băng láo tét thích cà khịa này rồi. Sao không vậy, tỉnh dậy mà cà khịa nó đi nhóc. Mình chịu đủ cay đắng nãy giờ rồi đó. Nhìn nó bay mà mình cũng thèm lắm. Đợi đấy, sẽ có ngày mình sẽ bay còn dữ hơn nó cơ. Nhưng mà bây giờ thì để mình lút xác nó trước cái đã. Tính ra bữa nay cũng hên. Mình gặp được rồng băng nha. Loại rồng này thì cái hiệu ứng đánh khá là tốt, là sẽ đóng băng cái địch. Thế nên là chắc mình sẽ ưu tiên lấy máu rồng băng trước. Rồi, múc nhiều nhiều lọ luôn đi. Để coi lấy được tổng cộng bao nhiêu lọ máu rồng băng đây. 2, 3, 4, 5. Wow, 5 lọ máu rồng băng. Hết sảy luôn. Được thật sự. Rồi có thêm 9 khúc xương rồng nữa nè. Cất liền. Nãy giờ mình cũng thức khuya lắm rồi. Thôi chắc mình làm cái chỗ để mình ngủ qua đêm mới được. Đêm hôm khuya khoắt này đi nguy hiểm nữa. Rồi làm giấc đi. Nãy giờ chiến đấu cũng hơi mệt rồi đó. Rồi xong phim, trời đã sáng. Giờ thì tiếp tục cùng Red lên đường thôi. Mình sẽ đi về hướng bên kia. Ok, let's go. Có Red cái đã ghê luôn á. Thay vì bình thường mình chèo thuyền thì mình có thể cưỡi Red. Ôi nhưng mà tốc độ bơi của Red thì có vẻ là không nhanh cho lắm nha. Ôi ơi, con dâm bay. Ui, sau lưng mình có con dâm bay nó đuổi theo kìa. À, láo thế nhờ. Tập thể dục Red ơi. Đơm đó. Mình sẽ kêu Red hút đó. Này thì dám chống với Red nè. Red thấy vậy thôi chứ tính nóng lắm. Nóng y gan mình vậy đó. Hút phát đi luôn. Ồ, đi được một đoạn thì mình gặp một cái chỗ giống như là có rạn san hô nè. Chà, đẹp vậy. Mà mình không thể lặn xuống để mình lấy san hô về. Chỉ có thể ngắm từ trên này thôi. Thích thế nhờ. Cái này mà đem về cái hồ cạnh cái hang động của mình á, trang trí thì đẹp khỏi phải bàn luôn á. À, tí nữa thì quên. Hồi nãy mình mới hạ được con rồng mà không qua cái tổ của nó để lướt đồ thì hơi uổng. Ồ, tổ nó coi coi. Cũng nhiều rương phết này. Vô đây coi có cà kiếm được món đồ gì tốt tốt hay không. Đó, có được một cái quần bạc. Ok, lấy về làm chiến lợi phẩm cũng được. Ồ, sapphire rồi nữa này. Kim cương nữa chứ. Rồng này giàu. Mặc dù tính hay cà khịa nhưng mà có vẻ khá là giàu đấy. Quét sạch luôn. Còn mấy cái băng này thì nó cũng khá tốt vì nó không có làm hại mình á. Để chắc mình sẽ lấy một mớ về mới được. Có gì mình dùng nó mình xây nhà, trang trí các thứ cũng ok. Ừ, trước mặt mình giống cái nông trại mà lần trước mình bắt được cù bò vậy ta. Giống lắm. Ồ, lần này nhiều khi mình lại gặp thêm gà nữa thì tuyệt vời. Để coi coi có phải hay không nha. Ồ, chính nó. Ôi ơi, nhưng mà lần này có mấy thanh niên canh gác. À, quên nữa. Rack của mình yếu máu rồi. Thôi sao ta. Ok, xúc luôn. Cho Rack chiến đấu, ví dụ yếu quá thì mình ẩm Rack vô. Bước vô đây. Thanh niên kia cũng ngán, không dám lại gần. Ui, lại gần. Này thì lại gần. Ồ, Rack lượm cục kẹo liền. Ây, dám bắn Rack mình á. Khô máu luôn. Ôi. Bắt Rack lại. Ây, trời. Mấy thanh niên này hung dữ quá. Đánh Rack của mình không thương tiếc. Này thì dám đánh Rack của mình hả? Đánh người bạn mới của mình hả? Mình sẽ trả thù liền. Ê, thôi. Trời, mặc dù Rack yếu nhưng mà còn sung lắm nha. Sung dữ vậy. Để mình trả thù cho. Đây, phun lửa trả thù cho người bạn liền. Rồi từ, phun dữ quá cháy vô cái chỗ này thì không hay. Yes. Rồi, giờ là mình đã quét sạch khu vực này rồi. Ui, tên niên từ trên dám nhảy xuống để xiên mình chứ. Hung hăng chưa. Sách bảo vệ tốt nè. Yên cưỡi các thứ lấy về luôn. Mình sẽ thử lên trên coi coi nó còn
đồ gì tốt tốt cho mình hay không. Trên đây mình thấy cũng còn nhiều rương lắm. Đây, sách mềm mại. Ôi, nếu như không lầm thì sẽ có thêm một sách sửa chữa đấy. Để mình thử tìm xem. Bên đây còn một cái rương nè. Rồi, vậy là mình làm rồi. Cái chuyến đi này có thể là sẽ kéo dài hơn á. Thế nhưng mà người bạn mới của mình thì sức khỏe có vẻ không ổn rồi. Còn có 4 máu thôi. Mình phải lập tức chạy về nhà để hái lúa rồi cho bạn mới của mình ăn mới được. Này 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 này, cho Red ăn này. Đó, khi ăn thì Red sẽ hồi phục lại khá là nhiều máu luôn. Rồi còn bắn tim mình các thứ nữa cơ. Ok, mình sẽ hái một ít mang theo để có gì chuyến đi sau á, mình sẽ hồi phục cho Red trên đường đi cũng được. Hay cất vào. Rồi, giờ thì đem Red vào trong nhà thôi. Để bên ngoài buổi tối mấy con quái nó hay lại, nó sàm sợ lắm. Rồi, vô trong. Trong này thì khá là rộng rãi, thoải mái cho Red ở. Nói chung thì cái chuyến đi này khá là bội thu đối với mình luôn. Vì mình dự tính là sẽ tìm rồng lửa cơ. Nhưng mà thật may mắn khi mình tìm được hẳn một cái con rồng băng. Và nó cho mình tới tận 5 cái lọ máu rồng lận. Nhỏ nhỏ nhưng mà nhiều máu thiệt sự nha. Còn cái đầu này thì mình sẽ trang trí lên. Đẹp liền. Sau này mình có thể gắn thêm vài cái đầu rồng khác sau khi mình săn được vô cái hang này, để cho nó giống một cái hang rồng thực sự hơn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình tăng tiến sức mạnh và tìm thêm những cái người bạn rồng mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.